chị đọc đi. Ok. Mỗi đội lần lượt thi trả lời 15 câu hỏi nhanh, đáp lẹ như sau. Trong 5 phút, thành viên đầu tiên trả lời liên tục các câu hỏi. Đến khi trả lời sai thì thành viên tiếp theo sẽ trả lời. Cứ liên tục như vậy. Lưu ý, thành viên đoán sai sẽ nhận một hình phạt do Khả Hân đưa ra. Đội có câu trả lời đúng nhiều hơn sẽ được một huy hiệu. Đội có số lần thay đổi người trả lời ít hơn sẽ được một huy hiệu. Rồi. Em chưa ạ? Em chưa đây. Xong chạy cho. Lên. Xong rồi. Cho Hà My lên thứ hai đi. Để chạy đến thứ ba. À, để đến cuối cùng. Ờ, à, để kia ra chứ. Anh bị chậm tiêu, anh không có. Em cũng bị chậm tiêu. Thì thôi cho em đứng đầu đi. Okay, em đứng đầu đi. Ghê vậy. Biết tướng đi lên. Hà My ơi, em nên giấu kiến thức. Trả lời tốt thì. Không, chị ơi. Xin mời hai người đứng đầu lên để Window seat. Window seat. Rồi, bên đây chơi trước thôi. Và đây là câu hỏi, xin mời mọi người bốc thăm. Đây. Chọn đây. Ok, đọc đi. Đọc đi. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi. Chưa. Câu hỏi thứ nhất bắt đầu. 80 chữ x bằng 10, hãy cho biết x bằng 10 đúng hay sai? Rồi. Đúng. X bằng 70. Làn da của nàng Bạch Tuyết trong truyện được ví đẹp như muôn đúng hay sai? Đúng. Sai. Phạt đi. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn hả? Hãy cho biết trong nhạc lý cơ bản có mấy nốt nhạc? 8. Sai. 7. Phạt đi em. Phạt đi em. Em ơi, phạt đi em. Lấy đâu á, lấy đâu á. Dán đâu á. Cho chị tóc đẹp luôn á. Rồi. Nó vui à. Con cóc là gì của ông trời? Là cậu ông trời. Sai. Sai. Đó là không lời gì cả. Không lời gì cả. Con cóc. Con cóc. Phạt đi em. Chị nhau. Cái này mà kết hợp với một người là perfect luôn á chị. Coi sai nha. Tiếp theo. Hãy cho biết cái người đặt lên cục đá gọi là gì? Cái gì? Cái người đặt lên cục đá gọi là cái gì? Cả người đặt lên cục đá gọi là cả người đá. Sai, chỉ là cái người thôi. Phạt. Cho nó tóc giả luôn đi, xài khác. Trong bài ba ngọn nến lung linh, hãy cho biết nến xanh tượng cho trai. Bố hả? Sai. Sai. Trời ơi, mất cười thôi. Mất cười thôi, mất cười thôi. Mất cười thôi, chậm chậm rồi. Giá phim mất cười thôi, chậm chậm rồi. Cô gái quá rồi. Hãy cho biết bài hát ba ngọn nến lung linh từ nến được lặp lại mấy lần? Khó quá à. Không được hát chậm. Đúng. Trong bài hát Con heo đất, hãy cho biết ba đã lì xì heo đất bao nhiêu tiền mỗi ngày? 200. Em sai. Ba không lì xì mà là bé lì xì. Bình tĩnh, sẽ có bình tĩnh. Hãy cho biết con vật đầu tiên bay vào vũ trụ là con gì? Thích. Dễ luôn á. Dễ mà. Con rồng, con rồng. Sai, sai rồi. Có người. Con chó. À, con chó hả? 10 cái. Cái này, nhảy cái gì? Dạ là vấn đề gì với mình nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi, có gì nè. Ok, tiếp theo. Hãy cho biết có bao nhiêu phi hành gia đã đặt chân lên sao Thủy? 1. Sai, chưa có ai hết. Lên đi. Thủy mà. À, mình vô nữa hả? Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Hãy cho biết người em út tên gì? Đồng. Tên gì đó? Nam hả? Mọi người ơi, ước gì tôi phải trả lời những câu hỏi như vậy? Đời không như là mơ, nên đời thường xuyên chết mộng mơ. Đời không như là mơ, nên đời thường xuyên chết mộng mơ. Một, hai, ba, bốn, năm. 10 cái nữa. Trời sao bây giờ? 7, 8, 9, 10. Yeah. Câu hỏi tiếp.
tiếp theo, hãy cho biết cầu nào biết chạy. Cầu bông. Sai, là cầu thủ. Phát. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Yeah, quá giỏi. Hay quá em ơi. Tiếp tục, hãy cho biết hoa nào biết nói. Một chiếc xe chở một khối hình tròn, một khối hình vuông, hỏi khi xuống dốc xe phải giảm cái gì? Giảm phanh, giảm ga. Đúng. Yeah. Tại sao con chó không cắn đuôi của mình? Từ em biết rồi. Tại vì cái đuôi của nó đằng sau, còn cái đầu nó đằng trước, nó cắn đúng không? Vì đuôi nó không đủ dài. Thì đúng rồi. Ừ thì cũng đúng mà. Trong một cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ hai, bạn sẽ đứng thứ mấy? Khi mà bạn vượt qua người thứ hai thì bạn đứng thứ mấy? Đứng đầu. Đứng thứ hai. Đứng thứ hai. Ủa nhưng mà ý là vượt qua người thứ hai. Bây giờ chị đứng thứ ba đúng không? Em vượt qua chị là em đứng thứ mấy? À đứng thứ hai. Ừ. Coi thằng này thôi. Cho chị vai rồi lấy. Con biết sao bóng con. Nè 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 nè, tránh ra. Con nổ thôi. Phải thở chừng nào nó nổ thôi. Tội nghiệp việc thi. Hãy bóp dùm đi. 1, 2. Trời, sợ quá. Em mời. Hai người thôi. Không được đâu. Nói đi chị. Tội nghiệp vì tí quá. Mẹ bông. Mẹ bông rồi. Sợ chứ. Tiếp. Hãy cho biết hoa sen là quốc hoa của đất nước nào? Hoa sen hả? Bình tĩnh. Việt Nam. Việt Nam. À. Đúng. Nhưng mà đã quá muộn. Đúng vậy. Chẳng qua em biết rồi, nhưng mà anh cố tình giải Việt Nam thôi, hiểu không? Còn chấp nhận nha, em tha cho anh á. Hãy cho biết con trâu con gọi là con gì? Nghe. Hãy cho biết con bò con gọi là con gì? Con bò con, đúng không? Sai, là con ve nè. Phải. Nhảy luôn ơi. Anh cầm nhảy luôn ơi. Hey. Tim em chưa hoàn hồn. Yeah. Thôi đủ. Đủ rồi. Em chưa hoàn hồn. Cảm ơn em. Rồi. Chơi cho coi. Câu hỏi đầu tiên. Có 3 quả táo trên bàn, bạn lấy đi 2 quả. Hỏi bạn có bao nhiêu quả táo? 3 quả. Sai, là 2 quả. Lấy tao chỉ kìa. Đây đâu. Rồi, tiếp theo. Câu hỏi số 2, hãy cho biết cái gì càng mất càng thấy lợi. Dễ quá. Càng mất càng thấy lợi. Sở trường của mình là cái gì cũng biết hết á. Còn sở đoản là cái gì cũng biết nhưng mà không có giỏi. Dễ lắm, giỏi dễ lắm. Ok, răng. Đúng rồi. Vợ của ba là ai? Vợ của ba là mẹ. Đúng rồi. Vợ của ông nội là ai? Vợ của ông nội là bà nội. Đúng rồi. Bác sĩ boxing khi thi đấu phải đeo mấy đôi găng tay? 2 đôi găng tay. Sai. Đúng rồi. 2 đôi găng tay phải đeo 4 cái hả? Đeo ở chân đánh luôn. Câu hỏi số 6. Trong bài hát Bà Còng đi chợ, khi bà Còng đánh rơi tiền, ai là người nhặt trả bà? Bà Còng đi chợ. Thôi chịu. Hát đi em, hát đi. Thôi nó lại đi em hết rồi. Bà Còng đi chợ trời mưa cái gì cái tương đúng rồi đó. Rồi đúng rồi. Nói đi. Em nói đại đi. Ai là người nhặt tiền cho bà? Không ai hết. Ai là tôm tép đó, em vừa hát tôm tép. Trời, nói đại là được rồi. Không có dán một bên đâu à nha, dán trên mũi à. Câu hỏi số 7, có tất cả bao nhiêu dòng máu? 4. Đúng. Hãy cho biết mùng 5 tháng 5 âm lịch là Trung Thu, đúng hay sai? Đúng. Tết đang nhỏ. Thảo Ân, em muốn phạt gì? Năm tháng 5 là Tết tiêu gì mà không? Tiêu gì?
Rồi, câu hỏi số 9. Hãy cho biết Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam còn được gọi là Tết gì? Tết Nguyên Đán hả? Tết Nguyên Tiêu à? Sai, Tết Giết Sâu Bọ. Xuống luôn vậy ơi? Xuống luôn. Anh cái gì, cái gì? Câu hỏi số 10. Hãy cho biết có bao nhiêu cung hoàng đạo? 12 cung hoàng đạo. Hãy cho biết trời nắng là do chuồn chuồn bay cao đúng hay sai? Sai. Ờ đúng. Đúng. Chấp nhận, chấp nhận. Câu hỏi số 12. Hãy cho biết tên con chó trong tác phẩm Lão Hạt tên là gì? Cẩu Vàng, Cẩu Vàng. Đúng rồi. Bánh chưng nước được làm bằng bột mì và bột báng đúng hay sai? Sai. Đúng. Câu hỏi số 14. Hãy cho biết số nhỏ nhất có 3 chữ số. Số nhỏ nhất có 3 chữ số hả? 100. Đúng. Trong bài hát thằng quậy con gì hát sẩm suốt đêm khuya? Con trăng trắng ngà có cây đa to. Có thằng cười già. Ở một mới ngồi thằng nghe nói được. Con hát này không ra đâu. Ủa sao không ra vậy? Hát này không ra đâu. Trong bài hát thằng quậy con gì hát sẩm suốt đêm khuya? Con ve. Sai, con dế mèn. Phạt, phạt, đi đâu mà quậy. Con dây đúng không? Anh nhảy dây hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hết. Rồi, tiếp. Dế mèn muốn lên cung trăng nên đã mượn ông trời cái thang đúng hay sai? Ê, nhắc cửa. Ở đâu có tham gia đâu. Không có tin được. Đúng rồi, bởi vì là đáp án là các em bé chứ không phải là giấy mèn. Mà nhắc hiểu không? Rồi. Không, chưa nhắc thì nhắc. À, ok, câu hỏi số 17. Hay cho biết con gì cho ăn thì mau chết, bỏ đói thì sống? Dạ, ăn nó lại. Con gì cho biết? Hay cho biết con gì ăn thì mau chết, bỏ đói thì sống? Hết rồi. Rồi, cho bong bóng. Heo nước mà. Con nít chơi bong bóng nguy hiểm quá. Ngủ rồi. Hồi xưa